Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm về cái chủ đề là trồng hoa Tết nha các bạn Đặc biệt là cái hoa cúc vạn thọ ban mai ha Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái phần là hạt giống cũng như là cái thời điểm trồng Cũng như là một số điều quan trọng khi mà mình trồng hoa cúc Để cho anh em nào mà dự kiến trồng thì anh em cũng có thể là tham khảo được ha Thì đầu tiên thì về cái phần giống đó các bạn thì ở đây thì mình có là chia sẻ cho anh em một cái đường link mua nó nằm ở dưới cái phần mô tả đó cái 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 đường link màu xanh xanh đó các bạn thì các bạn hãy nhấp vào mua ha và giá thì nó cũng cực kỳ là rẻ luôn và đặc biệt là nó, nó, rất là chất lượng nha anh em ha rồi thì khi mà anh em đã có giống rồi đó thì anh em có thể là tiến hành mà chúng ta xuống giống vào cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch nha mọi người cái thời gian này là chuẩn luôn á nó trùng với cái qua dạng thọ thường của mình ví dụ như là 06 nè 09 của rồng vàng nè FVM hoàng gia con ó nè nó thì đều gieo cái ngày là 25 tháng 10 âm lịch hoặc là trễ hơn 3 ngày là ngày 28 tháng 10 âm lịch nha các bạn nhưng mà đặc biệt á, đối với cái hoa cúc vạn thọ ban mai này á, khi mà mà mình ươm giống với các bạn nó rất là khó lên luôn thì do đó thì chúng ta nên chuẩn bị những cái giá những cái giá thể như là tro trấu nè nhưng mà ở đây các bạn thì các bạn là không nên là rải xả nó nha mà chúng ta hãy ghim nó có nghĩa là chúng ta hãy lấy từng hạt chúng ta ghim ở xuống tro và chúng ta tưới nước một ngày là hai lần và khoảng cách khoảng của nó là hai lóng tay chúng ta hơi cực công chút xíu nha nhưng mà cái tỷ lệ nảy mầm thì nó sẽ cao hơn thì đó là cái phần là mình ươm giống cũng như là mình xuống giống là cái ngày 25 tháng 10 âm âm lịch thì tầm đâu khoảng đâu là 12 cho đến 15 ngày các bạn thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đưa nó vào cái vỏ hoa ha và chúng ta sẽ xịt cho nó một cái cử là lõi cổ rễ đó là thuốc alias ha là rất là chuẩn luôn nha các bạn là cái loại alias này cái thuốc alias này á, thì chúng ta sẽ xịt một mình nó thôi và chúng ta sẽ không có xịt bất cứ một cái loại thuốc nào được hết á tại vì nó không có cạn gì cộng được cộng là nó sẽ bị mất tác dụng và riêng cái thuốc alias này á, thì nó sẽ không có là gây nóng nha đối với những cái dòng khác như là ridomin á thì nó có cái hoạt chất là mancozet thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây qua dạng thọ ban mai ha thì những cái loại thuốc mà mình cần tránh thì chút xíu để mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha và khi cái cây vạn thọ ban mai của mình á thì nó ra những cái chớm bông với các bạn cái chớm nụ đó thì ở đây thì mình sẽ không có bấm cơi như ở trên cái bông dạng thọ ở trên bông dạng thọ thì một á, là chúng ta sẽ bấm là một cơi hoặc là hai cơi còn đối với cái bông hoa cúc ban mai này á, thì chúng ta sẽ không không có bấm cơi mà chúng ta hãy lặt bỏ đi những cái nụ hoa của nó có nghĩa là khi mà nó tượng những cái nụ hoa thì mình sẽ lặt bỏ hết. Nó ra bao nhiêu là mình lặt sạch hết trên những cái ngọn của nó các bạn thì mình lặt sạch hết. Và đến cái ngày là ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch thì mình mới nên để là cho nó trổ bông tự nhiên ha. Hoặc là trễ hơn nữa là ngày 15 tháng 12 âm lịch là cái ngày cuối cùng là mình sẽ để cho nó trổ tự nhiên là đúng là là cái thời gian đó là chúng ta sẽ không có có ngắt nữa là tự động là nó sẽ trổ hoa đúng cái ngay cái ngày tết nha các bạn thì đó là một số điểm là quan trọng khi mà mình trồng hoa cúc ha là mình sẽ không có bấm cơi mà mình sẽ bấm đi những cái nụ hoa của nó ngày mùng 2 tháng 12 âm lịch là mình sẽ ngưng và mình sẽ không có bấm nữa nha các bạn ha rồi thì bây giờ thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là một số loại thuốc mà mình cần nên tránh khi mà mình trồng cái hoa cúc vạn thọ ban mai nha thì đối với cái loại hoa cúc vạn thọ ban mai này các bạn nó rất là mẫn cảm đối với những cái dòng thuốc nhũ nhũ dầu đặc biệt á, là nó hay bị là héo xanh nè cũng như là lỡ cổ rễ đó là hai nguyên nhân chính ở ở trên cái hoa dạng thọ cúc ban mai này còn những cái bệnh như sâu này nọ thì nó không đáng không đáng kể thì mình có thể là mình xịt được nhưng mà các bạn lưu ý ha đối với cái hoa dạng thọ ban mai này á thì mình nên né những cái dòng thuốc như sau là ở đằng sau cái gói thuốc ấy, các bạn nó có ký hiệu là EC cái ký hiệu này á là nó là tượng trưng cho đó là gói thuốc dạng nhũ dầu dạng nóng nó thì anh em cứ sạch những cái loại thuốc nào cũng vẫn được những cái loại thuốc nào cũng vẫn được nhưng mà né ra cái cái ký hiệu là EC nha thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cây hoa cúc dạng thọ ban mai của mình nó sẽ làm cho cây của mình nó bị héo xanh luôn nó rất là mẫn cảm luôn mình ví dụ nè ví dụ như là anh em né cái thằng tin Be nè thằng xịt co nè thằng mantalasi nè đó thì đó là những cái loại thuốc mà anh em cần né và và ví dụ như anh em mà muốn xịt sâu á thì anh em xịt những cái loại thuốc nào ví dụ như là anh em có thể là xịt hàng rề ba thông nè của công ty là Sigenta hoặc là của công ty là DUBONG nè hoặc là chúng ta có thể là xịt là thằng Vitaco nè, thằng Ra đi ăn nè, đó thì đó là những cái loại thuốc mà anh em là nên xịt ha. Còn những cái loại thuốc mà mà có ký hiệu dòng EC thì anh em cứ né nó ra. Còn đối với mà anh em mà phòng bệnh cái lỡ cổ rễ á, thì có hai cách. Nếu như là anh em kỹ, á, anh em có thể là mua bạc, anh em để cái chậu lên. Cái tỷ lệ mà nó bị ảnh hưởng mà từ tuyến trùng á, anh em, cũng như là khuẩn á thì nó sẽ thấp hơn thì đó là cái chia sẻ của mình ha còn dùng thuốc thì anh em cứ sử dụng thằng Aliot thôi nó trị rất là hay luôn ở phòng bệnh rất là hay trên cái bệnh là lỡ cổ rễ trên dây bầu bí mướp nè thậm chí cả dạy dạng thọ luôn nha các bạn ha anh em không nên sử dụng hàng ridu hàng Ridomin ha thằng Ridomin đồng ý là nó sạch sạch ở lỡ có rễ ở trên dư leo bầu bí là được nha nhưng mà ở trên cái vạn thọ ban ma này là không có được tại vì nó có cái hoạt chất là mancozet á, nó rất là nóng nó làm cho cái cái bộ rễ của mình nó sẽ bị cháy đi và còn về cái phần phân nữa thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái phần phân nè đối với cái phân các bạn thì anh em là không nên dùng những cái loại phân mà đạm cao ví dụ như là phân urê nè anh em né tuyệt đối cho mình 100 phần trăm luôn thậm chí cả bông dạng thọ anh em không nên xài anh em xài là nó lập tức là nó trái rẻ liền tại vì cái đạm nó rất là cao mà anh em hãy dùng những cái phân như là phân DAB cái dòng của Nguyễn Phan á cái dòng nó là cái dòng nó dễ tan và anh em tưới rất là mỏng luôn với cái liều lượng như sau ví dụ như là anh em sử dụng là một ký DAB đi thì anh em sẽ pha cho nó là 3 đến 4 cái lít nước và anh em lấy là 100 cc đó và anh em pha với 10 cái lít nước và anh em tưới xương cho nó ở cái phần gốc là như vậy là ok nha anh em hoặc là anh em có thể cái sử dụng cái phân cá hồi á để anh em pha cho nó anh em có thể là kết hợp cái phân DAB với cái cái phân cá hồi liều lượng là 73 7 phần phân DAB và ba phần là đạm cá hồi để anh em trộn lại anh em tưới cho cái cây vạn thọ ban mai ha nó thì đó là về cái phần phân nhưng mà anh em là lưu ý ha đặc biệt là về cái phần thuốc nha anh em mà mới trồng á mà anh em không biết mà anh em xịt chúng mà như những cái dòng thuốc mà dạng nhũ dầu á là rồi luôn là nó cháy te tua luôn nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái thuốc mà khi mà anh em bị cháy ha, anh em xịt mà nó lỡ nó đậm một tí á, thì anh em có thể dưỡng nó lại anh em dưỡng bằng thằng atonit ha dưỡng cái thằng humic đó các bạn hoặc là thằng atonit nó thì cái cây của mình thì nó sẽ phục hồi trở trở lại nha rồi thì video ngày hôm nay là chủ yếu là mình chia sẻ cho anh em là ba ba cái phần đó thôi thứ nhất là phần giống nè cũng như là cái phần là bấm cơi với ba nữa là cái phần đi phân ha thì như đó là cơ bản là cũng đã đủ rồi còn mà sâu hơn sâu hơn nữa thì mình sẽ dành một cái video khác mình chia sẻ cho các bạn nha. Rồi thì mình xin được mến chào.